Thứ sáu, ngày 8 tháng 4. Tin mừng theo Thánh Gioan. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Tin vào Đức Giêsu. Nếu có ai hỏi làm sao tin được Đức Giêsu là Thiên Chúa, thì câu trả lời hẳn là phải quy chiếu đến các việc làm của người. Và để nhận ra người thì chỉ có cách quay về với nội tâm. Như Thánh Augustino đã nói, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con, và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài. Đức Giêsu không đến trần gian để kết án, nhưng là để mặc khải cho con người biết về tình yêu của Chúa Cha qua các việc làm cụ thể. Cho kẻ chết sống lại, chữa lành bệnh tật, trừ khử ma quỷ, tha thứ tội lỗi. Những hành động ấy cho thấy người có uy quyền của Thiên Chúa và chính người là Thiên Chúa. Tuy nhiên, giữa một xã hội đầy biến động hôm nay, làm sao để vững lòng tin vào Đức Giêsu là một câu hỏi đầy thách đố. Người vẫn ở đây, ngay lúc này, ngay trong chính những đau khổ và ưu tư của chúng ta, để đồng hành và nâng đỡ chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có nhận ra điều đó? Lời mời gọi tin vào người trong Tin Mừng hôm nay cũng là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu qua mọi thời đại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết trở lại với lòng mình để nhận ra sự hiện diện của Chúa. Amen.